chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Người tuổi Canh Tý sinh năm 1960, được thần Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, tiền vàng nhét chật két, giàu sang viên mãn tới già. Quan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Quý bản mệnh tuổi Canh Tý thân mến, có bao giờ Canh Tý nghĩ tại sao mình lại vất vả, tại sao mình gặp khó khăn, hay tại sao mình đang phải ngược xuôi, long đong, lận đận? Chắc chắn là có, chắc chắn từng có lúc Canh Tý than thân, trách phận hận mệnh, oán đời, tiếc thời thế không thông, mà vận may không thuận. Chắc chắn từng có lúc Canh Tý thấy bất đắc dĩ, hoặc mình bị lôi vào vận hạn một cách vô lý, cái thì do mệnh số đẩy đưa, cái thì do người hại đôi phần. Nhưng đã bao giờ Canh Tý nghĩ bao nhiêu khó khăn mình gặp, có bao nhiêu phần là do mình tạo ra? Đã bao giờ Canh Tý tự vấn bản thân, hay nhìn thẳng vào sự thật rằng Canh Tý thua là do Canh Tý chưa đủ giỏi, rằng Canh Tý lỡ thời cơ là do Canh Tý chưa đủ tự tin chăng? Đã bao giờ Canh Tý đối diện với chính mình trong quá khứ, giận mình sao không có một kế hoạch chỉnh chu, tức mình sao không có một sự chi tiết, tính toán trước sau, trong từng lựa chọn? Chắc chắn là có, đúng không? Thực tế chúng ta sống trên đời, nhân vốn là cái gốc, rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên. Ta không quyết được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cái ta có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhận thức con người mình. Nên lắm lúc Canh Tý cần phải ngồi lại, ngẫm về những gì mình đã trải qua, nhìn lại quãng đường mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tự ngẫm và sửa đổi, học hỏi để thêm giỏi. Và ở thời điểm tư duy của Canh Tý thay đổi, trình độ của Canh Tý nâng cao, tư cách của Canh Tý thêm vững mạnh, thì cũng mới là lúc Canh Tý xứng đáng có được cơ hội để chuyển mình, giúp cuộc đời thăng hoa. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thân mến, có câu nói thiện ác hữu báo luôn nhắc nhở chúng ta rằng vận mệnh và phong thủy tuy là những yếu tố quan trọng trong cuộc sống, nhưng có một điều còn quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần, đó là lòng thiện lương. Như cổ nhân đã dạy, người thiện lương không cần xem phong thủy. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Phật gia thường giảng Phật nhìn nhân tâm. Một người có tâm hồn hiền hòa thì ở đâu trời đất cũng hài hòa. Mệnh số và phúc phận cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc lập kế hoạch cuộc đời của chúng ta, như một mạng lưới phức tạp. Làm sao để có thể thay đổi mệnh số của cuộc đời? Đó chính là biết mệnh, hiểu mệnh và tạo dựng phước đức. Vì vậy, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024, khi vận mệnh có nhiều điều bí ẩn, quý bản mệnh tuổi Canh Tý hãy cùng ban biên tập chương trình khám phá và giải mã lá số tử vi của mình, để từ đó đón lành tránh dữ ngay sau đây nhé. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thuộc hành thổ trong ngũ hành, giới thiên can kênh mang ý nghĩa của kim loại, biểu tượng cho sự cứng cáp, mạnh mẽ và kiên định, kết hợp với hình ảnh của con giáp Tý, biểu tượng của sự thông minh, lanh lợi và tinh tế. Tuổi Canh Tý thể hiện sự hòa quyện giữa trí tuệ sắc bén và tính cách kiên cường. Người tới Canh Tý thường mang trong mình tính cách cứng rắn và quyết đoán. Họ không chỉ thông minh, nhạy bén mà còn rất kiên định và mạnh mẽ trong tư tưởng. Thiên can canh giới yếu tố kim giúp họ có sự đoán rỗi và không dễ dàng bị lay chuyển bởi khó khăn. Họ biết rõ mục tiêu của mình và luôn cố gắng để đạt được chúng, bất kể những trở ngại trên con đường. Ngoài ra, sự tinh tế và khả năng quan sát tốt giúp người tuổi Canh Tý dễ dàng nhận diện cơ hội và thách thức. Họ có tài trong việc đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác, đặc biệt trong những tình huống khó khăn. Sự linh hoạt của Tý kết hợp với sự kiên định của Canh giúp họ có thể thích ứng nhanh chóng với môi trường xung quanh và không ngại đối mặt với sự thay đổi. Tuy nhiên, người tuổi Canh Tý cũng có thể trở nên khá cứng đầu và bảo thủ. Sự quyết đoán quá mức đôi khi khiến họ trở nên khép kín và khó tiếp thu ý kiến từ người khác. Họ cần học cách mở lòng hơn và chấp nhận rằng không phải lúc nào cũng cần phải theo đúng con đường mà họ đã vạch ra từ đầu. Trong mối quan hệ xã hội, người tuổi Canh Tý luôn cố gắng xây dựng lòng tin và tạo dựng mối quan hệ bền vững. Họ biết rằng sự chân thành và tinh thần trách nhiệm sẽ giúp họ giữ vững những mối quan hệ trong hành trình cuộc đời. Người tuổi Canh Tý hiểu rằng để đạt được thành công và hạnh phúc thì cần phải có sự kết hợp giữa trí tuệ và lòng kiên định. Họ nhận ra rằng dù có tài năng và sự nhạy bén, nhưng nếu thiếu đi sự kiên trì và quyết tâm thì mọi thứ sẽ trở nên hư vô. Do đó, họ luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân
rèn luyện tính cách để trở nên mạnh mẽ hơn trước những sóng gió của cuộc đời. Người tuổi Canh Tý cũng biết rằng sự linh hoạt và khả năng thích ứng là yếu tố quan trọng để họ có thể vượt qua mọi thử thách. Cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng với trí tuệ sắc bén và sự kiên định trong tâm hồn, họ sẽ tìm thấy con đường đi đúng đắn cho mình. Dù trong những lúc khó khăn nhất, người tuổi Canh Tý với sự kết hợp giữa trí tuệ và tính cách kiên định là hiện thân của sự quyết đoán và khả năng thích ứng trong cuộc sống. Họ không ngại đối mặt với khó khăn và luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Chính sự kết hợp giữa trí tuệ sắc bén và lòng kiên định đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Canh Tý, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa và sự thành công bền vững. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Thời điểm này, sự ấm áp trong không khí dần nhạt nhòa, khi trời chuyển lạnh cây cỏ bắt đầu được phủ một lớp sương mờ, sau bạch lộ thì kim khí bắt đầu chuyển dựng. Kim sinh thủy nên những tuổi mệnh kim mệnh thủy sẽ chuyển tốt, những mệnh kỷ kim, kỷ thủy thì vẫn thấy có phần không thuận lợi. Thời điểm này quý thủy lâm quan ở tuổi Canh Tý báo hiệu, công việc tiến hành khá thuận lợi, một vài hạng mục còn tồn đọng trước đó thì trong thời điểm này đều được giải quyết ổn thỏa. Bản mệnh khẳng định năng lực cá nhân, được lãnh đạo tin tưởng, giao phó trọng trách, cơ hội thăng chức, tăng lương trong thời điểm này khá cao. Tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, phải gọi là vượt qua bể khổ tới hồi Thái Lai. Tuổi Canh Tý nằm trong top con giáp may mắn nhất khi mà được nguyệt lệnh che chở, ủng hộ, đầu tháng thương quan băng tới, nên phương diện công việc thuận lợi. Cuối tháng thực thần song hành đem tài dẫn sung túc. Xem tử vi tuổi Canh Tý từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch, nhờ có được thiên đức các tinh che chở, là đại diện của phúc khí và phúc phận, kinh dịch đã nói rằng thiên đức tích thiện gia, tất dư khánh, tức là người tuổi Canh Tý sẽ gặp hung hắc cát trong thời điểm này. Chỉ có hung tinh hàm trì làm nổi bật tính cách thông minh, nhưng không kém phần phong lưu phóng đãng. Người đã có gia đình cần hết sức chú ý thận trọng, đừng ham mê chủ sắc vì uống say mà dễ làm càn. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ nay tới ngày 15 Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Với người tuổi Canh Tý thì chuyện tình cảm khá tốt, bởi thiên đức quý nhân cùng tu hội, đem tới điểm yên ấm trong gia đạo, bởi vì chính ấn khi gặp ngũ hành khí thuận, thì là người có tâm tư lương thiện, biết suy trước, tính sau, làm việc gì cũng chân thành. Người có gia đình thì biết đem tới nhiều tiếng cười, nhiều bữa ăn ấm cúng cho tổ ấm nhỏ của mình. Người độc thân thì cầu tiến, có lòng từ bi nên mọi người yêu quý, được người khác giới để mắt đến, cuộc sống của tuổi Canh Tý trở nên giàu cảm xúc hơn. Với những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè trở nên gần gũi hơn, với mọi người trong công ty thì người tuổi Canh Tý thể hiện mình là người cần cù, chăm chỉ, không thích cạnh tranh, đồng thời với chí dương lên rất cao, nên mọi người dễ dàng ủng hộ. Tin vui cho cô bác tuổi Canh Tý là mệnh tháng sinh mệnh, nên được âm phù mà có thể hung lại hóa thành cát lành. Bản thân nếu hành xử cư xử chuẩn mực, biết kỷ luật, biết nhẫn sai, biết sửa, thì ắt dạng sự phúc khang. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuổi Canh Tý từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch cho thấy, sau bạch lộ thì cần điều tiết dưỡng sinh theo tiết khí, lúc này tiết trời chuyển lạnh. Người tuổi Canh Tý không những phải bảo vệ phổi, mà dạ dày phục vị cũng càng phải giữ ẩm, ngoài việc mặc thêm áo mỏng đề phòng cảm mạo, thì chuyện ăn uống cũng cần thêm nhiều độ ẩm, giúp giữ cho dạ dày được ấm áp. Buổi sáng thì dậy sớm một chút, hít thở không khí trong lành, thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể. Thói quen này sẽ giúp cho bản mệnh rèn luyện công năng xương khớp của cơ thể. Ngủ sớm, dậy sớm sẽ giúp người tuổi Canh Tý dưỡng huyết khí. Để phòng bệnh tật tấn công, nên tập suy nghĩ tích cực lạc quan, chuyện đã qua thì để cho nó qua đi, chứ đừng tự dằn vặt mình thêm nữa. Hãy sống vui vẻ và hướng về tương lai, năng tập luyện thể dục thể thao, vừa giải tỏa căng thẳng, vừa giúp tăng sức đề kháng.
Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Với người tuổi Canh Tý, công việc được Lâm Quan trợ sức, cùng với phúc tinh cao chiếu quý nhân phụ trợ, thăng tiến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Con giáp này khá chủ động xử lý những vấn đề còn tồn động trước đó, giải quyết được những chuyện khiến cấp trên không khỏi đau đầu trước đó. Thành quả thu về giúp tuổi Canh Tý nhận được đánh giá khá tốt từ phía lãnh đạo. Thiện đức các tinh sẽ luôn ở bên hỗ trợ, giúp cho con giáp này nhanh chóng thoát khỏi được trở ngại phía trước. Tất nhiên, năng lực cá nhân của tuổi Canh Tý vẫn là yếu tố then chốt, bởi tỷ kiên khẳng định rõ lập trường của con giáp này, bản mệnh làm gì cũng quyết đoán và dứt khoát vô cùng. Có thể ban đầu bản mệnh sẽ dấp vào một số sự ngăn cản, chỉ trích, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả bằng thành quả mình gặt hái được. Tuổi Canh Tý chứng minh cho tất cả mọi người không còn nghi ngờ gì về năng lực của bản thân nữa, với những tuổi Canh Tý đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán hoặc làm thêm. Nhờ có việc nguyệt lệnh lâm đất mộ nên công việc của tuổi Canh Tý thể hiện những dấu hiệu khả quan. Khi mà con giáp này cuối cùng cũng nhận được sự công nhận về mặt năng lực, bản mệnh cố gắng hết sức để thể hiện bản thân mình, luôn hăng hái nhiệt tình làm việc. Dịch mã động tinh khẳng định sự chủ động xông xáo của con giáp này nên được mọi người đánh giá khá cao. Nhưng bản mệnh càng cẩn thận hơn trong từng chi tiết, đừng lấy số lượng thay cho chất lượng, nên biết lắng nghe nhiều hơn, đừng vội phủ định mọi ý kiến người khác. Nếu đưa ra cách ứng xử chưa khéo léo, có thể khiến bạn đắc tội với mọi người hoặc khiến cho đối phương không hài lòng. Bản mệnh nên làm việc với tinh thần cầu thị, ham học hỏi, dám sai thì dám nhận sai. Đừng thấy chút thành công đã dội cho mình là cái rốn của vũ trụ mà ôm mộng xa xôi, thất bại thì gần phía trước. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuổi Canh Tý từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch nhắc nhở người tuổi Canh Tý cần phải chi tiêu tiết kiệm thận trọng khi đưa ra những quyết định lớn liên quan đến tiền bạc. Bởi có thể tiền từ túi bạn đi ra, nhưng sẽ chẳng quay trở lại. Bản mệnh trong thời điểm này sống khá lý trí, nhưng con người ai cũng có thể mắc sai lầm. Đừng chủ quan mà lúc giật mình tỉnh ngộ thì cũng đã muộn màng. Hung tinh trong thời điểm này cho thấy có dấu hiệu gian trá, lừa lọc trong lời nói của những người xung quanh bạn. Điều này có nghĩa không phải tất cả mọi người đều đáng nghi, song bản mệnh nên lưu tâm khi có người hỏi vay mượn tiền bạc, để tránh vừa mất tiền lại vừa mất cả tình. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, đừng ngại tìm hiểu và đừng ngại nói lời từ chối khi cần. Hãy học cách nói không nếu bạn không muốn mình lúc nào cũng bị người khác lợi dụng cho mục đích của riêng họ. Người tuổi Canh Tý có thể phát huy năng lực, sức mạnh sẵn có của mình, nhờ thế mà có thể thu về không ít tiền bạc, thu hút lợi nhuận từ lĩnh vực mà bạn đang kinh doanh đầu tư. Nhất là nếu bạn siêu mạnh trong lĩnh vực nào, thì nên đầu tư thời gian công sức một cách tối đa. Tuổi Canh Tý có thể tạo ra một bản tầm nhìn hoặc ngồi yên với một bản nhạc thiền, giúp bạn vẽ ra tương lai và mục tiêu của bạn một cách rõ ràng hơn. Bạn sẽ sớm chiến thắng hoặc đạt được mục tiêu này. Vì thế, bạn hãy kiên nhẫn thực hiện những bước cuối cùng để hoàn thiện đi nhé. Có những lúc tuổi Canh Tý có thể nhớ điều gì đó hoặc trải qua những khao khát khác thường, ngay cả khi chúng khiến bạn khó chịu, thì cố gắng ghi chúng ra. Nếu bạn hiểu vấn đề và tìm cách giải quyết được nó, bạn cũng có thể giúp cho người khác đều tương tự. Tuổi Canh Tý là một trong những con giáp có nhiều lộc từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Chính vì vậy, mặc dù bạn có thể cảm thấy khó chịu, nhưng nguồn năng lượng mới sẽ hướng bạn đến điều gì đó cực kỳ tốt lành cho Canh Tý. Nó có thể là một bữa ăn, một món đồ Canh Tý cần mua, hoặc một người bạn để nói chuyện thuận theo tự nhiên là an toàn, ít nhất là trong trường hợp này. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Canh Tý sinh năm 1960? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 4 ngày 1 cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tý sinh năm 1960. May mắn nhờ có thiên đức các tinh che chở, vận trình của người tuổi Canh Tý trong thời điểm này có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chỉ số hung vận vẫn ở mức khá cao. Trong các tàn hung, bản mệnh vẫn nên hành sự thận trọng, hãy luôn giữ đầu óc tỉnh táo và thật bình tĩnh khi xử lý mọi chuyện. Công việc trong những ngày này suôn sẻ,
bản mệnh được đồng nghiệp và lãnh đạo giúp đỡ gián tiếp. Theo đó bạn có khá nhiều thời gian để tập trung vào công việc chính, cũng như có thể làm việc ngoài luồng để tăng thu nhập. Tuy khó tránh lúc bất đồng quan điểm với đồng nghiệp, nhưng trên tất cả bạn đang được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, mọi người cùng nhau phấn đấu vì mục đích chung của cả tập thể, chứ không chỉ vì lợi ích riêng tư, nên tất cả mọi chuyện rắc rối đều nhanh chóng được giải quyết. Thời điểm này tinh thần đồng đội lên cao, cả tập thể cũng làm việc đoàn kết và đạt hiệu quả, năng suất cao. Người làm chủ kinh doanh buôn bán sẽ đón tin vui bất ngờ về doanh thu trong những ngày này. Nhưng để có được điều đó, bản mệnh cũng phải trải qua một phen lao đao liên quan đến vấn đề pháp lý, pháp luật. Nhiều khả năng bạn sẽ vướng vào vụ kiện tụng tranh giành quyền lợi nào đó. Tuy phần thắng thuộc về mình, nhưng bạn cũng phải tốn bao công sức, tiền bạc, như vậy không đáng. Vận trình tình cảm trong những ngày này của bản mệnh cũng khá lý tưởng. Vợ chồng cùng nhau lên kế hoạch lớn như mua nhà, đi du lịch, tình yêu càng thêm gắn kết mặn nồng. Vận đào hoa của người độc thân đang khởi sắc, khả năng cao trong thời điểm này bản mệnh được bạn bè và gia đình mai mối sắp xếp thời gian để gặp mặt đối tượng. Bản mệnh lưu ý nên thể hiện thái độ khiêm tốn, thành sự tại nhân, sự kiêu căng, ngạo mạn chỉ khiến sức hút bản thân giảm, mọi việc khó thành. Trong những ngày này sức khỏe của người tuổi Canh Tý có phần giảm sút, tiết lập thu đến, trời chuyển lạnh không có lợi cho tuổi Canh Tý. Ngoài việc chú ý giữ ấm cơ thể, bạn nên quan tâm hơn tới chế độ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, tăng khả năng chống lại bệnh tật. Ngoài ra, cần chú ý dưỡng da, hạn chế tình trạng bong tróc, thị lực giảm sút, hạn chế ngồi trước màn hình máy tính, TV quá lâu. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Sửu, tiểu nhân là Dậu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn nâu, xám. Con số may mắn 47, 68, 70. Tử vi từ ngày 12 đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Xem tử vi từ ngày 12 đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch thấy rằng, thời điểm này công việc chuyện làm ăn của người tuổi Canh Tý tiến triển khá tốt và đều đặn, nhưng cũng gặp không ít chuyện căng thẳng. Bản mệnh hãy giữ thái độ bình tĩnh, từ từ giải quyết thì đâu sẽ vào đó, nhưng nóng vội lại gây phản tác dụng. Trong những ngày này bản mệnh đón tin vui của gia đình cùng với món tiền nhỏ, vận tài lộc khá sáng, chủ yếu từ nguồn thu phụ. Nhờ đức tính chăm chỉ và nhiệt huyết làm việc không mệt mỏi, giờ đây bản mệnh có thể kê cao gối ngủ, tận hưởng những ngày tháng an yên. Tuy nhiên, chỉ số hung vận trong thời điểm này không hề thấp, đại diện cho kẻ tiểu nhân quấy phá. Vì thế trong khi xử lý công việc, bản mệnh cần giữ thái độ nhượng bộ. Một sự nhịn là chính sự lành, nhường cho thiên hạ một chút về lời nói không những không có hại mà còn có lợi cho bản thân bạn sau này. Trong những ngày này gia đạo an vui, vợ chồng con cái vui vẻ, hạnh phúc, là một trong những thành viên có tiếng nói trong nhà, công to, việc lớn đều tới tay. Đôi khi vì điều ấy mà bạn cảm thấy áp lực, nhưng vốn là người có tính chu toàn, lại biết nghĩ cho người khác, nên dù được giao phó trọng trách nào đi nữa, thì tuổi Canh Tý vẫn hoàn thành xuất sắc. Đối với người còn độc thân, bản mệnh không cần phải giấu giếm hay che đậy tình cảm thật sự của mình nữa. Trái tim bạn thổn thức ra sao, rung động thế nào, hãy tìm cơ hội để tỏ lòng với đối phương. Dù phản ứng của người ấy thế nào đi nữa, bạn vẫn tự tin và mỉm cười ngạo nghễ bởi đã dám sống thật với chính mình, không còn gì phải hối tiếc. Trong những ngày này, vấn đề sức khỏe của tuổi Canh Tý cần lưu ý đôi chút về chứng đau lưng, đau vai gáy và các khớp xương. Do thời tiết biến đổi thất thường, cơ thể xuất hiện những triệu chứng này âu cũng là lẽ thường. Tuy nhiên, nếu bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, bạn nên chủ động sắp xếp thời gian đi khám sớm để kịp thời điều trị. Quý nhân là tuổi Sửu và tuổi Thìn, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn xanh, đen. Con số may mắn 34, 87, 13 và 22. Tiếp theo chương trình là phần cải mệnh qua góc nhìn phong thủy giúp cải thiện cuộc sống và tài lộc của cô bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Xin mời quý cô bác cùng ban biên tập chương trình tìm hiểu ngay sau đây nhé. Không nên bỏ những thứ này trên tủ lạnh, vì những thứ tưởng chừng như vô thưởng vô phạt này sẽ kìm hãm vận may tài lộc nhà bạn và việc làm ăn sẽ không còn thuận lợi nữa. Trong phong thủy, tủ lạnh đại diện cho sự sung túc chứ không đơn giản chỉ là vật đựng đồ ăn cho gia đình nhà bạn. Đó là lý do chúng ta không nên để đồ trong tủ lộn xộn và quên lau dọn sạch sẽ. Nếu không sẽ khiến cho vận khí trong nhà không ổn định, từ đó mà việc làm ăn,
kinh doanh của bạn cũng trở nên khó khăn hơn. Trước tiên, bạn nên nhớ rằng tủ lạnh có liên hệ mật thiết với tài vận của gia chủ. Do vậy, chủ nhân cần thường xuyên lau chùi sạch sẽ tủ lạnh. Như vậy mới khiến tài lộc sinh sôi. Sau đó quan tâm thêm một số lưu ý: không nên bỏ thứ này trên tủ lạnh để tránh làm tài vận của gia đình bạn đi xuống. Một là lọ hoa. Nhiều gia đình yêu thích việc trang trí nhà cửa bằng cây cảnh và lọ hoa, đặc biệt là đặt trên tủ lạnh để tận dụng không gian trống và tạo điểm nhấn đẹp mắt cho căn bếp. Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm không nên mắc phải. Tủ lạnh thường xuyên phát ra nhiệt nóng khiến cho hoa nhanh chóng bị héo úa và mất đi vẻ tươi tắn ban đầu. Không chỉ vậy, xét về phong thủy, việc đặt lọ hoa trên nóc tủ lạnh còn mang lại những ảnh hưởng tiêu cực. Nó được cho là khiến tài lộc trong nhà bị hao hụt, tiền bạc khó giữ, dẫn đến cuộc sống trở nên bấp bênh và không ổn định. Việc trang trí bằng lọ hoa cần được cân nhắc kỹ lưỡng, chọn vị trí khác phù hợp hơn để tránh những điều không may. Hai là tấm vải phủ. Một số người lo ngại bụi bẩn bám vào tủ lạnh nên thường dùng tấm vải màn phủ lên nóc tủ. Họ không biết rằng hành động này có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng. Tấm vải này có thể làm tủ lạnh bị nóng hơn, làm giảm tuổi thọ của tủ và tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Hành động này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất và độ bền của tủ lạnh, mà còn có tác động xấu đến tài vận của gia chủ. Theo quan niệm phong thủy, việc phủ tấm vải màn lên tủ lạnh làm cho chảy tài lộc bị ngăn cản, gây cản trở cho công việc và cuộc sống. Điều này có thể dẫn đến tình cảm gia đình trở nên xa cách, khó hòa hợp và thiếu sự viên mãn. Ba là đồ lộn xộn. Nhiều người có thói quen đặt những đồ vật nhỏ như chìa khóa, thẻ từ điện thoại, dao kéo, sách vở lên nóc tủ lạnh vì tiện lợi. Tuy nhiên, dần dần nóc tủ lạnh lại trở thành nơi chứa đủ thứ đồ lặt vặt, thậm chí biến thành một kho nhỏ trong nhà. Theo phong thủy, tủ lạnh có vai trò quan trọng trong việc duy trì tài lộc và sự ổn định của gia đình. Việc để đồ đạc lộn xộn trên tủ lạnh không chỉ làm mất đi tính thẩm mỹ, mà còn khiến tài lộc tiêu tán, dẫn đến gặp nhiều thị phi và khó khăn trong cuộc sống. Do đó, tốt nhất là giữ tủ sạch sẽ, gọn gàng, cả bên trong lẫn bên ngoài, để đảm bảo sự tụ tài và may mắn. 4 là đồ điện. Việc bố trí các thiết bị điện tử và gia dụng như lò vi sóng, lò nướng, bếp ga gần tủ lạnh là điều cần tránh. Lý do là vì các thiết bị này thuộc tính hỏa, trong khi tủ lạnh thuộc tính thủy. Theo nguyên lý ngũ hành thủy khắc hỏa, nên sự xung khắc này có thể gây ra những bất lợi cho gia đình. Sự xung khắc giữa các thiết bị này không chỉ ảnh hưởng đến tài vận, làm cho gia đình khó lòng thu hút tài lộc, mà còn gây ra nguy cơ mất mát của cải. Tiền bạc vào nhà chưa kịp tích lũy đã dội ra đi. Ngoài ra, việc bố trí không hợp lý còn ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình và tăng nguy cơ xảy ra sự cố như cháy nổ. Do đó, cần xem xét lại cách bố trí các thiết bị điện trong nhà một cách khoa học và hợp phong thủy để đảm bảo an toàn và mang lại may mắn, tài lộc cho gia đình. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi từ nay tới rằm tháng 8 âm của cô bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960, và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Theo sao chiếu mệnh, sao Thổ Tú gặp hung tinh Thổ Tú, trong năm 2024, trồng trọt chăn nuôi có thể gặp trở ngại, các mối quan hệ xã giao thiếu hài hòa, có thể miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn ngũ mộ, hạn này chủ yếu gây hao tài và bất an về tinh thần. Tuổi Canh Tý nam mạng không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay dạ gió, mất mát tiền của. Mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Theo vận niên nam giáp thìn 2024, nam mạng Canh Tý sinh năm 1960, gặp vận niên là kê hồi viên, tức là gà về giường. Biểu tượng này mang ý nghĩa gà về giường thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Riêng về khía cạnh tình cảm, gia đạo khá hài hòa, đón tin vui về con cháu trong nhà. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật các tường,
Cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng dòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Đối với nữ mạng tuổi Canh Tý sinh năm 1960, theo sao chiếu mệnh, sao Dân Hán, năm có trung tinh Dân Hán chiếu, báo hiệu công việc, cuộc sống ở mức trung bình. Đương số dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sau này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên để phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn ngũ mộ, hạn này chủ yếu gây hao tài và bất an về tinh thần. Tuổi Canh Tý nữ mạng không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay dạ gió, mất mát tiền của. Mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Theo vận niên, năm Giáp Thìn 2024, nữ mạng Canh Tý sinh năm 1960 gặp vận niên là kê hồi viên, tức là gà về giường. Biểu tượng này mang ý nghĩa gà về giường thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Riêng về khía cạnh tình cảm, gia đạo khá hài hòa, đón tin vui về con cháu trong nhà. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Dân Hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Dân Hán hành quả, nên dùng hành thổ để tiết khí hành quả của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào dòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng dòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.